nel mio portale. Nelle Bigfoot, nelle UFO, nelle YouTube, cái chợ trường Công Đức, cái chợ cái cả quý đạo Phật tử. Thực ra thì hôm nay thì chúng tôi cũng không được khỏe cho lắm, do cái thời tiết ảnh hưởng như thế nào đó mà hôm nay chúng tôi có dấu hiệu bị cảm gắt cổ. Nhưng mà nghĩ đến bữa chè thời gian đến Tết thì còn có một buổi bữa nay nữa, nên chúng tôi phải rồi chung hôm nay thì chúng ta sẽ học bài số 18 tổ hợp vị thục quả duyên. Nếu bài tổ hợp vị thủ quả duyên thì nó cũng đơn giản như quý vị. Hãy chúng ta nghe nói đến vị thủ quả gọi là quý ba cá với trị giá. Quý ba cá đây chúng ta phải biết là cái pháp vô ký. Cái pháp vô ký này thì nó gồm có 52 tâm quả cùng 38 sông hợp với 15 tâm và 20 sắc nghiệp tiếp tục. Nhưng mà khi chúng ta đề cập phần mà quả duyên thì chúng ta chỉ lấy có 44 quả, tức là 52 tâm quả trợ lẫn nhau. Thọ tưởng hành thức 4 quả. Thọ 4 quả, tưởng 4 quả, hành 4 quả và thức 4 quả. Trong 52 tâm quả đó thì trợ lẫn nhau, tức là 7 quả bất thiện, 16 quả thiện dục giới, 5 quả thiện sắc giới, 4 quả vô sắc giới và 20 tâm quả siêu thế. Như vậy là chúng ta có tất cả là 32 tông quả hành thế và 20 tông quả siêu thế. Như vậy kỹ nói chung là 50, 52 tông quả gọi là vị thục quả, tức là cái pháp mà được thành tựu do nơi nhân, tức là nghiệp vị thời. Nhân sanh ra quả vị thục, tức là nghiệp vị thời ở đây, tức là nghiệp vị thời bất thiện, nghiệp vị thời thiện hiện thế và nghiệp vị thời thiện siêu thế, tức là tâm đạo. Thì những tâm quả này đó
cũng đã được kể chung ở trong những trường hợp khác, như là cô sinh duyên, cô sinh hiện hữu, cô sinh bất ly. Nhưng mà vì tách riêng ra đó, gọi là dị thuộc lấy duyên, là bởi vì có một số trường hợp mà ở trong quẩn quả nó không có thành những cái pháp như là pháp trưởng chẳng hạn. Thẩm trưởng tức là trí tuệ, sáng trí tuệ, thì thẩm trưởng nó chỉ có ở trong cái tâm động lực, nhưng mà không có trong tâm quả. Trí tuệ trong tâm quả thì có, nhưng mà trí tuệ nó không trở thành thẩm trưởng chẳng hạn. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là tại sao vị thần quả được tách riêng ra. Lần nữa, khi mà nói đến cái pháp quả, nó trợ duyên cho pháp quả, tại sao chúng ta có một cái bài học riêng, chúng ta nhớ thế này nè. Thí dụ bây giờ chúng ta nói mà, thân cây nó tạo ra trái cây thì cũng giống như là thiện hay là bất thiện, nó tạo ra tu quả dị tục vậy đó. Rồi giờ trái cây mà nó trợ cho trái cây là những trường hợp thế này, khi trái nó mọc ra đó thì ở trong nó chắc chắn là nó phải có cái hạt, thì cái hạt đó như cái dừa thì có cái mọng dừa, cái hạt hay là cái mọng ở trong cái trái nó được nuôi dưỡng bởi do cái thịt trái chứ không phải là do cây nó nuôi dưỡng đâu. Ở trong cái trái dừa nó gồm có ở ngoài là cái lớp vỏ, sau cái vỏ là cái gáo dừa, sau cái gáo dừa nó cứng á, thì bắt đầu cơm dừa còn non chúng ta nạo ra chúng ta ăn á, khi nó già thì bắt đầu nó cơm dừa nó cứng đi. Nhưng mà cơm dừa với nước dừa trong đó nó nuôi dưỡng cái mụn dừa, và cái mụn dừa đó nó được nuôi dưỡng như thế để rồi nó mọc lên cái mầm cây dừa, người ta mới đem, người ta khi mà trái dừa mà nó có cái mầm dừa đó, nó nứt nó mọng ra rồi thì nó có được cái chót lá do cái mộng dừa, thì người ta đem mình ta trồng thành cây nữa. Thì cái thí dụ này chúng tôi muốn nhắc ở đây đó, trái nó sinh ra từ cây do thân cây, nhưng mà ở trong trái đó thì bản thân của trái đó nó nuôi dưỡng cái mộng hay cái hạt ở trong cái trên trái. Như thế nào thì ở đây như vậy, thiện hay bất thiện nó tạo ra tâm quả, nhưng mà chính tâm quả đó bốn định quẩn này nó có cái lực trợ lực nhau, hay là tâm quả này nó trợ cho sắc tâm quả và trợ cho sắc nghiệp tái tục,
những cái trường hợp mà danh quẩn quả mà nó trợ cho các cái pháp quả hay là vô ký sắc tâm sắc nghiệp được, thì nó trợ một cách gọi là gì thuộc quả duyên. Chúng ta cứ nhớ về nhé. Thì ở đây cái chi pháp của pháp gốc á, là bốn danh quẩn quả, nó trợ tương trợ cho bốn danh quẩn quả đồng sanh và trợ cho 12-15 pháp tâm đồng sanh. Và bốn danh quẩn quả đó, nếu là quả tái tục á, thì nó trợ cho 20 sắc nghiệp tái tục. Thì danh quẩn quả hay là quả thức tiếp tục mình trợ cho sở duyên là sắc tâm hay là sắc nghiệp, thì cái đó chúng ta gọi là di tục quả duyên. Chứ nếu không nói như kỹ đó thì chúng ta sau này sẽ có người học nhiều pháp mà không rõ, họ sẽ thắc mắc hoặc là họ sẽ phủ nhận cái pháp mà nhân cho quả thì là thì tâm thiện tâm bất thiện, mà cái pháp gì thuộc quả thì nó là tâm quả nhiệt thế và tâm quả siêu thế. Rồi bây giờ cái pháp phi quả phi nhân thì mới kể đến cái tâm quả, kể đến tâm tố và những cái sắc pháp, cái niết bàn và phi quả phi nhân. Rồi chúng ta tự hỏi rằng là chỉ có thiện bất thiện mới là nhân tạo ra quả, duyên cho tâm quả phát sanh lên bằng cách gì thời niệm duyên. Còn ở đây tại sao mà vì chính tâm quả đó nó là cái quả thành tựu do thiện hay bất thiện, mà bây giờ tâm quả đó lại nó trợ duyên cho pháp khác, là trợ sao? Ở đây tôi nghĩ nó trợ cho pháp khác, tức là nó trợ cho chính bốn danh quẩn đồng sanh với nó trợ gì? Cái điều này cũng dễ hiểu thôi chú vị. Cũng giống như con rùa mà nó rùa mẹ mà nó đẻ trứng rồi trứng đó, đó nó tự phát triển thành con rùa con, rồi đến ngày con rùa con nó tự trong vỏ trứng mà nó xé đi ra, thì rùa mẹ đẻ trứng cũng như là nhân thiện hay nhân bất thiện mà tạo ra tâm quả gì đó. Rồi cái tâm quả đó đó nó tự nuôi dưỡng hỗ trợ cho nhau trong bốn danh quẩn để mà nó được tồn tại, được phát triển. Bằng nhiều thí dụ chúng tôi như trình bày như vậy để cho quý vị hiểu. Rồi bây giờ vị thuộc quả duyên theo đời đại tam thì chỉ có một khối ý chi là vô ký trợ vô ký thôi. Vì chúng ta thấy năng duyên ở đây tức là danh quẩn quả là vô ký, mà sở duyên ở đây cũng là danh quẩn quả là danh vô ký, sắc tâm sắc nghiệp tái tục nó là vô ký sắc.
cho nên năm sở đều là pháp vô vi cả. Thế là có một câu tri trong cái gì thuộc quả duyên là vô vi cả vô vi. Bây giờ chúng ta nói đến cái duyên tấu hợp với vị thủ với duyên, hay còn gọi là duyên ngọn, thì ở trong, bởi vì vị thủ quả duyên nó thuộc về danh trợ cho danh lục sắc, lục sanh, cho nên ở đây nó có 14 duyên thuộc đến khổ sanh, nó tấu hợp với vị thủ quả duyên. Tức là nhân duyên, cô sinh tưởng duyên, hữu thương duyên, cô sinh duyên, cô sinh ly duyên, cô sinh hiện hữu duyên, cô sinh bất ly duyên, cô sinh nghiệp duyên, danh đạo thực duyên, cô sinh quyền duyên, thì na duyên, đồ đạo duyên, cương duyên, cô sinh bất cương duyên. Có một bốn duyên tổ hợp này. Thì khi mà chúng ta nói đến chúng ta phân tích cái trường hợp mà duyên tấu hợp theo chi pháp, thì ở đây vì có một câu cho nên chúng ta lấy 14 duyên này chúng ta bình luận tại sao nhân duyên lại tốt hợp với gì thuộc với duyên. Thưa quý vị, nếu nhân duyên thì chúng ta chỉ vô và lấy cái chi pháp tham sân si thì nó không có tốt hợp được với gì thuộc với duyên. Nhưng mà trong nhân duyên á, nhân ở đây tức là ba nhân vô ý, tức là vô tham, vô sân, vô si. Vậy cho nên ở trong vị thuộc quả duyên, trong cái tâm vị thuộc quả thì nó có vô tham sân si, ba nhân vô ký, và ba nhân vô ký này nó là vô ký quả. Thế là chúng ta lấy theo khi cạnh nhân duyên phối hợp ba nhân vô ký quả trợ cho bốn quả quả đồng sanh, 15 tác xâm, 15 sắc tâm, 20 sắc nghiệp, tái thuộc khổ nhân. Thì đó, chúng ta giải quyết xong cái duyên thứ nhất. Thứ hai là vô sanh trưởng duyên, có chi pháp tổng hợp với vị thuộc bất duyên, vô ký trợ vô ký là bốn trưởng siêu thế trợ cho 20 tâm quả siêu thế cũng bao sám sở hợp đuổi năm sắc tâm độc sanh. Thì ở đây chúng ta thấy là nếu mà nói về cái quả của quả hiện thế thì nó không có trường hợp nào quả mà lại có trưởng đúng không? Dục cần tâm thẩm trưởng không có. Hồi nãy chúng tôi có trình bày đó. Nhưng mà quả siêu thế thì nó thuộc về tâm động lực. Do đó cho nên nó có dục cần tâm thẩm trưởng. Thì do sở hữu dục, sở hữu cần, sở hữu trí tuệ và tâm quả siêu thế thì sở dục, dục trưởng trong tâm quả siêu thế nó trợ cho tâm quả siêu thế cần, trong quả siêu thế nó trợ cho tướng thiên vững quả siêu thế, thức quả siêu thế
lại trợ ngược cho thọ tưởng hành. Thế cho nên mới gọi là câu sinh tưởng duyên cấu hợp với dị thuộc cái duyên ở thế gian đó. Duyên thứ ba tốt hợp với dị thuộc cái duyên tức là thương duyên. Thì những cái định lý này thì chúng ta đã học rồi, tức là bất cứ là tâm gì nhưng mà hệ bốn danh quẩn quả đồng sanh và nó trợ lực lẫn nhau, nó tương quan tương sanh với nhau, như vậy chúng tôi gọi là hữu tương duyên. Thọ trợ cho thừa thọ quẩn quả, trợ cho thọ tưởng hành, trợ cho thức tưởng thức hành quẩn. Tưởng quẩn quả trợ cho thọ hành và thức quẩn quả. Cứ như vậy đó, một trong bốn danh quẩn là năm, là năm, và danh quẩn còn lại gọi là sở, bằng cách là hữu tương duyên. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái điều khác nữa là gọi là hữu tương duyên ở đây đó. Nếu lấy trên phương diện cái tâm tục sinh hữu sắc đó, bỏ bốn vô sắc ra thì tâm tục sinh hữu sắc đó nó trợ cho sắc ý dục tiếp tục. Ở trong trường hợp này được gọi là hữu tương duyên. Cái duyên thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, câu sinh đi duyên, câu sinh duyên, câu sinh y duyên, câu sinh hiệu hữu duyên, câu sinh bất ly duyên, thì đều có chi pháp giống nhau, là tối hợp với vị thuộc quả duyên, tức là tứ duyên quẩn quả trợ cho tứ duyên quẩn quả 15 sắc tâm 20 sắc nghiệp tiếp tục. Chúng tôi không hiểu sao mà lúc này cái sức khỏe chúng tôi, chúng tôi nói chuyện cái giọng nó không được mạnh mẽ và nó không được cao. Thế tôi biết bây giờ lão lai tại tận rồi. Như dễ bị mệt chút thôi. Các Phật tử chúng ta cố gắng nghe chút. Thứ tám là câu sinh nghiệp duyên. Câu sinh nghiệp duyên ở đây nè, chúng ta nên nhớ thế này nè, hãy gọi là pháp phô ký quả thì chúng ta nghĩ đã là pháp vô ký quả rồi, tại sao có nghiệp ở trong này nữa? Không, vì thường nghiệp thì không có, nhưng mà câu sinh nghiệp tức là sở tư hiện câu tâu quả thì nó làm câu sinh nghiệp được chứ, làm câu sinh nghiệp được. Cho nên câu sinh nghiệp như đây là sở tư. Sở tư vô ký quả trợ cho bốn danh quẩn quả cùng với 17 sắc tâm, rồi
ai cùng 37 sẽ muôn hợp, từ đó sẽ tâm là 20 sẽ những tiếp tục. Mười tức là không sanh quyền duyên, có chi pháp cấu hợp với chính gì thuộc quả duyên, có tâm hợp với gì thuộc quả duyên là pháp vô ký, trợ pháp vô ký. Tám chân quyền vô ký quả trợ cho 52 tâm quả, cùng còn tám sơ hợp cùng 15 tháng tâm 20 sách được trở tục. Cái chi pháp này cũng không có gì, không có gì rắc rối được thưa quý vị. Chúng ta phải, nếu mà chúng ta hiểu rồi thì cái này là phớt qua thôi chứ còn không có giải thích cặn kẽ. Không cần. Cái danh luật thực duyên đó, chính là danh luật thực duyên ở đây, tức là xúc từ và thức uẩn quả đã trợ cho nôi hai tâm quả cùng qua bảy xung hợp 15 sắc tâm 20 sắc nghiệp tiếp tục, bị gọi là câu sự nghiệp duyên, gọi là danh luật thực duyên. Cường 10 là câu sinh nguyện duyên, là chi pháp tấu hợp với gì thuộc gọi duyên là một ký trừ một ký, là tám chân quyền. Tám chân quyền vũ ký quả trợ cho năm nay tám quả và tám sự hợp. Quý vị biết tám chân quyền nhớ không? Tám chân quyền là tính thân định minh tuệ, ý quyền, sở mạng quyền, cái sở hữu thọ. Thọ quyền đây là nếu như là trên quyền quả thì cái thọ quyền ở đây tức là sở, là tâm sở thọ, thọ hỷ, tâm sở thọ xả. Với tâm quả thì chỉ có thọ hỷ thọ xả. Thì na duyên ở đây cũng sáu chi thiền, nhưng mà sáu chi thiền này lấy cái phạm trù gọi là vô ký quả trợ cho 42 tâm quả ngoại trừ của sung thức. Của sung thức không thành thiền na, mặc dù trong đó nó cũng có tầm, y không có tầm không tính, nhưng mà có thắng giải xin lỗi quý vị. Ngũ dụng thức thì nó chỉ có 7 cái tâm sở biến hành, chứ không có, không có 6 sở bị cảnh, cho nên nó không có sắc nào thì. Tuy nhiên định thì na chi định
chỉ định mà hiệp ở trong nguyên. Cái tầng ngũ xung thức đó thì nó quá yếu, nó không có đủ khả năng để nó trở thành thiền thiên đốt. Đồ đạo duyên cái gì? 12 đồ đạo duyên ở đây là chúng ta lấy tám chỉ đạo chính kiến, trên tư duy, chính lượng, chính nghiệp, chính bản thân, thành tấn, chính lệ, chính định. Nhưng mà nếu chúng ta lấy tám chỉ đạo của bốn quả của kiến thì chúng ta sẽ lấy sáu tầm. Sáu trí tuệ là chánh kiến, sáu tầm là chánh tư duy, sáu chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, sáu cần, chánh tinh tấn, sáu niệm là chánh niệm và sáu hữu đắc hành của đệ của ta, tức là chánh định. Thì tám chỉ đạo vô ký quả đó nó trợ cho ba mẹ cùng đạo, cho ba mẹ nó quan thế và hương nhân cũng ba mẹ tám sao hợp. Rồi 13 tương duyên thì ở cái bốn nhân vũ quả, bốn nhân vũ quả nó tương một quẩn tương ưng ba quẩn, ba quẩn tương một quẩn gì đó, chúng ta gọi tương duyên tổ hợp. Và cái trường hợp 14 tức là câu sanh bất tương duyên, câu sanh bất tương duyên đây cũng là một duyên tổ hợp với vị thuộc quả duyên, bởi vì vị thuộc quả duyên đó tức là danh quẩn quả, nó có thể trợ cho 15 sắc tâm, 20 sắc nghiệp tiếp tục, thì trường hợp năng là danh quẩn quả, sắc là chỉ cho sắc nghiệp sắc tâm, cho nên nó bất tư ưng, chúng ta gọi bất tư. Lẽ ra thì chúng tôi cũng muốn dạy thêm cái bài số 19 là tổ hợp sắc vật thực duyên, nhưng mà vì học cái này nó lẻ ra đi, rồi mình sẽ còn phải học danh vật thực duyên nữa. Sắc vật thực duyên, danh vật thực duyên gọi chung là vật thực duyên của Ahara Pattiya, phân tích ra cũng giống như nghiệp duyên vậy đó. Cho nên chúng tôi đành phải dừng lại ở đây, chúng ta hết cái bài số 18. Hôm nay là 21 tháng chạp, mấy ngày nữa là 28 tháng chạp. Đến kia để tuần sau chúng ta sẽ học về vật thực duyên. Trước hết là vật sắc vật thực duyên, thế đó là danh vật thực duyên. Còn bây giờ thì chúng ta nghĩ, nếu mà còn sớm đó, thì các vị có thể mở băng lại để nghe.
Như vậy thì cô cho biết là thứ bảy hôm tám Tết mình về, thứ bảy chúng ta nghỉ hả? Hôm tám Tết chúng ta nghỉ đúng không? Đại đức có kính để cho biết là 28 Tết chúng ta có nghỉ không? No. Như vậy là 28 Tết cái đó thì tùy, thì đương nhiên là hôm tám Tết là chúng tôi rất là mệt, bữa nay chưa có gì mà chúng tôi làm, vì từ sáng đến giờ chúng ta đã mệt rồi, đến hôm tám Tết bận rộn lung tung luôn, 7 giờ và còn rung chắc mệt lắm. Thôi thì bây giờ tùy quý vị muốn học thì học, nếu ngày 28 thứ bảy tuần sau mà chúng tôi khỏe thì chúng tôi vào rung. Còn nếu mà quý vị thấy cỡ mà 7:15 mà chúng tôi không vào rung thì biết rồi, chúng tôi mệt thì cứ việc mở băng. Bây giờ thì duyên đi. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quan Hỷ chúc phước phước báo cho rung. Chúng ta nghĩ về lát là 8:30 chúng ta vào trong năm Phật Pháp. Bài 19 kỳ sau chúng ta nếu có học là bài số 19, bài số 20 luôn. Bài số 19 là tấu hợp sắc luật tự nhiên, bài số 20 là tấu hợp danh luật tự nhiên. Chúng ta học hai bài học được. Cô Nhật Quỳnh Quang Hỷ ghi luôn cả cái bài số 20 tổ hợp danh Phật thực duyên đó. Chúng ta giới thiệu trước đăng đến tùy nhân viên. Một là có thể học trong năm nay, hai là để qua năm tới chúng ta học. Qua năm tới tức là qua lớn, qua mùng á, qua mùng chúng ta sẽ học. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Nam Mô Bổn Thầy. Quát tơ sắp bằng mang lang rác khăn tơ sắp bê đê quát tơ sắp bằng bút đa nô pha quê nơ sa đa sa thi phong quan tư tê quát tơ sắp bằng mang lang rác khăn tơ sắp bê đê quát tơ sắp bằng hàm ma nô pha quê nơ sa đa sa thi phong quan tư tê quát tơ sắp bằng mang lang rác khăn tơ sắp bê đê quát tơ sắp bằng sang kha nô pha quê nơ sa đa sa thi phong quan tư tê. Tất cả hạnh phú hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do hóa của tâm tinh thành tâm bảo, cho đường thành tựu mỹ mãn, cho đường thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tấn cùng Chư Tôn Đức đã gồm tâm chứng minh cho chúng con được thọ kỳ duy giới và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Chúng mời quý Phật tử cùng tấm danh hồi hướng. Gia Đề Quả Tà, Phật Tí Nhi Hà Ra Hòa, Sĩ Nì Phù Phê Gá Rê Bồ Thí Gá Rê Ta Hình Ta Hình Ta Thâm Má Đà Đề Ná Phá Hoàn Tố Vô Chí Ta
xót thiên ca hoan tế tha vi hà ca măng đa lê